Nếu bạn là người thích xê dịch thì không thể bỏ qua Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa thời điểm này. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm tại huyện Bá Thước được ví như thiên đường xanh với hơn 17 hectare diện tích rừng nguyên sinh. Nếu thiên nhiên tạo ra những ngọn núi kỳ vĩ thì con người đã tiện xoắn vào sườn núi từng bậc thang cùng nhịp điệu của cuộc sống mùa màng. Tiết trời thật phù hợp để bạn bắt đầu du lịch trekking trên từng nhịp cầu tre, sông ruồi qua từng con đường mòn hay thả mình trôi theo dòng nước trên những bè trôi. It's my first visit to Vietnam and the experience was really very good. Elsa and I had a great time on the raft. We were able to do a bit of paddling, which we enjoyed. Elsa managed to soak me, didn't you? Yes. Đây là trải nghiệm không thể bỏ qua để bạn rời xa âm thanh náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, khám phá vũ khúc ngày mùa của người dân quê.